Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm video này chia sẻ với quý vị và các bạn về việc cắt cành vượt trên cây khế này. Cây khế này thì cái lần mà sửa rễ thì mình đã có video để chia sẻ với các bạn rồi. Và từ khi đó đến giờ thì mình chưa uốn sửa lại lần nào. Lý do là mình để cho các cái cành nó phát triển, để cho cái bộ rễ nó phát triển các bạn ạ. Vì đối với một cái cây ấy, khi mà cành phát triển nhiều, tức là nhiều lá, thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển theo, đồng thời là cái thân nó lớn. Nếu chúng ta một cái xiêng cắt thì bộ rễ nó sẽ yếu, thứ hai là cây nó không phát triển được. Và cũng vì mình đấy như vậy nên là có một số cành nó phát triển bất thường, nó tạo ra cành vượt. Thế các bạn hỏi cành vượt là gì? Thì cành vượt nó như thế này. Cành vượt là những cái cành nó phát triển nhanh bất thường so với những cành khác. Ví dụ trên cành đa số là được một gang thì cành vượt nó được 3 gang, 4 gang thì những cành đó gọi là cành vượt. Tức là nó phát triển nhanh bất thường. Thế cành vượt khác cành mồi như thế nào? Thì cành vượt đây là những cành mà nó phát triển bất thường trên một cây. Mình không có chủ định, mình để lại. Nhưng đối với cái cành mồi ấy, là những cành mà mình có kiểm soát và mình đặt nó ở những vị trí mình cần. Còn cành vượt nó có thể mọc ở bất cứ vị trí nào. Thế nên là đến bây giờ thì nó phát triển như thế này. Có những chỗ thì mình cần nó phát triển nên lại không phát triển được. Có chỗ mình không cần nó phát triển mạnh thì nó phát triển quá mạnh. Là nguyên nhân là do những cái cành vượt nó phát triển. Cành vượt nó phát triển mạnh quá, và khi cành vượt phát triển mạnh quá thì có những chỗ có thể là cành không lớn được hoặc là có nguy cơ chết cành. Thế nên là lần này mình sẽ phải cắt các cái cành vượt này đi để mình cho cái cây nó phát triển đồng đều trên cái bộ cành này. Bây giờ mình cho các bạn xem qua những cái cành vượt để các bạn thấy được là cành vượt nó phát triển như thế nào. Cành vượt nó cũng có tác dụng các bạn ạ, chứ không phải là không có tác dụng. Đối với những cành vượt khi nó phát triển mạnh thì cái cây nó khỏe và bộ rễ nó khỏe. Nó được cái đó. Còn nếu cành vượt mà nó nằm ở như thân, mình có thể dùng những cành đấy làm cành mồi thì sau này cái thân nó phát triển rất nhanh. Thì đấy là tác dụng của cành vượt. Nhưng nó có một cái bất lợi, đó là nếu như trên cao đây này mà những cành vượt phát triển thì cành khác sẽ không phát triển được, nhất là những cành ở dưới thấp. Đấy là những cái lợi và bất lợi của cành vượt. Bây giờ mình cho các bạn xem các cái cành vượt trên này. Đây các bạn. Đây là đại diện cho một cành vượt. Đây. Nó phát triển rất dài. Đây, các bạn thấy đây. Đó, nó dài. Nó cực dài luôn. Nó dài phải đến gần 1 mét rồi. Cái này mình lấy thước đo nó cũng phải tầm 90 phân rồi. Nó phát triển rất dài. Trong khi những cành khác, ví dụ như chỗ này, nó mới được khoảng 1 gang. Nếu mà tính cả lá được gang, còn nếu mà không tính lá thì chưa được 1 gang. Đây, chỗ này. Như vậy cái cành vượt này nó phát triển quá bất thường. Hay là cành bên này, cành bên này các bạn này. Các bạn thấy đây. Cành bên này thì chưa được 1 gang, cành bên này thì tầm được 4 gang. Đấy, nó phát triển rất là dài. Và những cái cành vượt này nó hút dinh dưỡng rất mạnh trên cái cây. Đấy, tương tự bên trong này nữa này các bạn này. Đây, cành đỉnh như này. Đây này, cành này. Đây, nó rất dài luôn. Đấy, nó rất dài như thế này. Và những cành vượt này nó rất khỏe các bạn ạ. Nó dài lắm. Thế nên là bây giờ mình sẽ cắt ngắn lại. Đây, mình sẽ cắt cành này trước. Những cành nào mà ở ngoài mình dễ thấy thì mình cắt trước. Chốc nữa thì mình sẽ phải cắt bớt lá luôn. Cái chỗ này nó phát triển thành một cái cục đây. Và mình cắt đi, mình để cành nhỏ bên này lại. Cành nhỏ bên này, này. Bây giờ mình cắt để các bạn thấy rõ hơn. Đây. Đấy, các bạn thấy đấy, cái cành nó to như thế này. Cành to như thế này thì nó phát triển mạnh và nó hút dinh dưỡng các cành khác. Đấy, sau khi cắt xong thì lộ cành này ra. Và các bạn thấy đây. Đây. Đây là vết cắt đây, còn cành này lộ ra và cành này bây giờ nó phải phát triển được. Mình để lại cành nhỏ này với lý do là cái cây bên dưới này nó to này, bên trên này để nó thu. Nó có cái độ thu đấy các bạn, tức là độ thon vót đấy. Đấy, uốn thì mình sẽ đưa vô mình uốn sau. Đồng thời chỗ này nó có cái mầm này. Đây. Có cái mầm này thì khi mà chỗ này thông thoáng thì mầm này mới lên được. Còn cái cành bên dưới này bây giờ nó không phát triển được thì mình cũng cắt bỏ thôi. Cái cùi này. Đây, cành vượt các bạn thấy này. Nó dài. Đó, rất là dài. Đây nữa các bạn này. Đến bây giờ các bạn thấy phía bên này những cành bây giờ dài tương đối đồng đều. Bây giờ còn một số cành bên phía này nó cũng đang còn bất thường. Mình cũng sẽ cắt đi.
Tiếp theo để giúp cho cây phát triển, mình sẽ cắt bớt lá. Đối với cây khế thì mình không cắt như cây khác các bạn ạ. Đây mình lấy một cái lá ví dụ này. Mình sẽ lấy một cái lá làm ví dụ như thế này. Đây là một cái lá cây khế. Đối với cây khác thì mình cắt hết, nhưng đối với cây khế thì mình cắt mình để lại hai lá như thế này. Đây các bạn này, đây. Khi các bạn cắt như thế này, nó có một cái lợi đó là cây vẫn có lá để phát triển, nó không bị sốc. Thứ hai là khi bị cắt chặn như thế này thì cái mầm bên trong của cái nách lá này nó cũng phát triển theo. Cái này mình đã từng làm rồi. Bây giờ mình sẽ cắt bớt các cái lá trên thân này. Đối với chỗ nào yếu thì mình không cắt, ví dụ như chỗ này yếu mình không cắt này. Chỗ nào dài, khỏe thì mình cắt bớt đi. Đây, đảm bảo thông thoáng ở đây các bạn. Chỗ này có một cành phóng sang đây, một cành lên trên thì mình có thể để được cả hai các bạn. Đấy, bây giờ các bạn thấy bộ tán tương đối là đều. Cái thứ hai là thông thoáng như thế này thì các cái mầm bên trong này này nó có thể phát triển được. Đây ví dụ chỗ này, đây như mầm chỗ này bây giờ phát triển được này, mầm này phát triển được này. Đấy, các chỗ này nó sẽ tiếp tục bật mầm lên, hay là bên chỗ này cũng vậy. Bây giờ còn một chút cái cành buông này nữa mình cắt nữa là xong các bạn ạ. Bên này, bên phía chỗ cái bàn tay tôi đang chỉ đây. Và ở đầu cành này các bạn này, đầu cành này mình sẽ để lại. Vì đây là một cái cành rất dài. Mình để lại thì có một cái tác dụng, đó là nó sẽ giúp cho cái cành này phát triển này. À, giúp cành này phát triển thì khi có lá này phát triển mạnh thì bên trong này các cái chỗ mà còn chưa có mầm là nó sẽ bật mầm sau. Bây giờ mình sẽ đưa nhôm để chỉnh cái cành này luôn. Cành này mình đưa nhôm vào mình uốn lại luôn các bạn ạ. Sau này khi hoàn thành thì mình sẽ lấy tầm này. Hoặc là khi nó to lên thì mình lấy đến tầm này. Còn bây giờ tại sao mình lại để dài như thế này? Nếu bạn nào đã từng nuôi cành thác đổ đó các bạn ạ, thì cách nuôi một cái cành vươn dài nó cũng tương tự như vậy thôi. Lẽ ra lên đây nhưng mà mình cho cái cành nó phát triển cao lên này. Phát triển cao lên thì sau này cái cành nó phát triển sẽ nhanh hơn. Và khi mà đạt được cái yêu cầu của mình thì mình sẽ cắt ngắn lại. Lúc đó thì những cái cành bên trong này mình chỉ cần lấy làm tay nữa là xong. Và sau khi cắt tỉa cành vượt thì mình để lại những cái cành và cái lá như thế này. Và đến bây giờ các bạn thấy nó cũng đã hợp với cây rồi, tương đối thông thoáng, và mình có thể kết hợp tưới phân chăm bón trở lại bởi vì cây này đang còn lá. Và quá trình mình cắt lại cành vượt như thế này là xong. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa cắt cành vượt của cây khế này và mình có chỉnh lại một chút của cái cành này. Còn chiều dài thế nào thì mình đã nói với các bạn rồi, sau này thì mình chỉ cần lấy đến tầm này là được. Đây đến chỗ ngón tay này, nó hợp với bộ rễ này. Và hy vọng cây này trong vòng 3 đến 5 năm tới sẽ thành một tác phẩm đẹp. Và sau này mình sẽ tạo cho nó một cái tiểu cảnh, ví dụ như là tiểu cảnh bến quê hoặc là bên bờ sông chẳng hạn, hoặc là bên bờ suối vân vân. Thì cái cây này có bộ gốc thì mình cũng rất là ưng. Trước đây thì mình đã chỉnh sửa bộ rễ rồi. Cây này thì chỉnh sửa bộ rễ trước, bây giờ bộ tay nó là xong. Và hy vọng với chia sẻ vừa rồi thì có thêm thông tin để các bạn tham khảo để áp dụng cho cây cảnh của mình. Nếu các bạn mà gặp trường hợp mà cành vượt nhiều như vậy thì các bạn có thể áp dụng cách của tôi, đó là mình cắt những cành vượt đi, sau đấy thì mình bấm lại để cho cái cây nó phát triển theo ý mình. Và mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn có nhiều tác phẩm đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.